Máy hút mũi cho bé mang đến giải pháp loại bỏ nước mũi, dỉ mũi một cách an toàn và phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ em ở độ tuổi này có kích thước mũi nhỏ, niêm mạc mũi mỏng nên không thể loại bỏ dỉ mũi, nước mũi theo cách thông thường. Nếu phụ huynh cho bé tự ngoáy mũi hoặc dùng dị vật có thể khiến niêm mạc bị rách, gây chảy máu và nhiễm trùng, đồng thời gián tiếp đưa các tác nhân gây bệnh vào đường mũi của trẻ. Vì thế, việc sử dụng máy hút mũi chuyên dụng là lựa chọn phù hợp và đảm bảo hiệu quả, an toàn, nhanh chóng và tiện lợi. Máy hút mũi đa năng cho bé Braywell VA162 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu trên của các bậc phụ huynh, đặc biệt trong bối cảnh cần phải nâng cao vệ sinh cá nhân cho trẻ, phòng chống bệnh dịch. Máy hút mũi đa năng cho bé Braywell VA162 là giải pháp đa năng giúp chăm sóc sức khỏe tai mũi họng cho bé mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm giúp các bậc phụ huynh loại bỏ nước mũi và dỉ mũi cũng như ráy tay cho trẻ nhanh chóng và an toàn. Sản phẩm đến từ thương hiệu Braywell và được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu, đã được cấp chứng nhận FDA, CE và ROHS. Ưu điểm và tính năng sản phẩm. Máy hút mũi đa năng cho bé Braywell VA162 mang đến giải pháp chăm sóc tai mũi họng kết hợp giúp phụ huynh dễ dàng loại bỏ nước mũi, dỉ mũi hoặc ráy tay cho bé mọi lúc mọi nơi. Thì máy được tích hợp nhiều độ hút khác nhau và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Sản phẩm sử dụng pin sạc tích hợp cổng sạc và dây nối USB tương tự điện thoại, giúp phụ huynh tiện mang máy theo khi đi du lịch. Máy hút mũi Braywell VA162 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường như sau. Tính năng tích hợp giúp loại bỏ nước mũi và dỉ mũi, ráy tay dễ dàng, nhanh chóng chỉ với một sản phẩm duy nhất. Máy tạo lực hút nhẹ nhàng, vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho bé. Thân máy thon gọn, dễ cầm nắm và thao tác. Bộ đầu hút silicon mềm, an toàn cho trẻ và dễ dàng vệ sinh, có thể làm sạch bằng nước sôi. Máy hoạt động êm và không tạo tiếng ồn,